Thưa quý vị, hai đội tuyển là đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan là hai đội bóng đã có quá nhiều duyên nợ với nhau ở đấu trường bóng đá Đông Nam Á. Chúng ta đã gặp gỡ đội tuyển Thái Lan khá nhiều lần ở bán kết của giải đấu bóng đá lớn nhất khu vực. Và hãy cùng chúng tôi đến với những con số lịch sử ngay sau đây. Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan tại bán kết là Tiger Cup 1996. Thời điểm đó, đội tuyển Thái Lan rất mạnh và đã có được chiến thắng với tỷ số 4-2. Hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi bởi Hoàng Bửu và Hồng Sơn. Sau đó, đội tuyển Việt Nam vượt qua đội tuyển Indonesia và giành huy chương đồng. Hai năm sau, hai đội tái ngộ trong trận bán kết trên sân Hàng Đẫy. Đội tuyển Việt Nam với ưu thế sân nhà và sự hưng phấn đã vượt qua đội tuyển Thái Lan với tỷ số 3-0 nhờ các bàn thắng của Trương Việt Hoàng, Hồng Sơn và Văn Sĩ Hùng. Chiến thắng đó luôn được nhắc đến mãi về sau này như là trận thắng ấn tượng bậc nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Chỉ tiếc là chúng ta đều thua đội tuyển Singapore trong trận chung kết sau đó với cú đánh lưng nổi tiếng của Sasikuma. Đến năm 2002, chúng ta gặp lại đội tuyển Thái Lan khi mà thế hệ vàng đã qua đi. Đội tuyển Việt Nam khi đó để thua đội tuyển Thái Lan với tỷ số đậm 0-4, sau đó giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Lần cuối cùng khi hai đội gặp nhau ở vòng bán kết là AFF Cup 2007. Khi đó, giải đấu diễn ra với thể thức lượt đi lượt về. Trong trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam để thua với tỷ số 0-2. Sau đó, chỉ có kết quả hòa khi làm khách tại Bangkok. Như vậy, sau 4 lần gặp đội tuyển Thái Lan ở bán kết, đội tuyển Việt Nam chỉ một lần duy nhất vượt qua đối thủ. Nhưng những trận đấu đó đã cách đây khá lâu rồi. Đội tuyển Việt Nam bây giờ đã khác trước rất nhiều và hoàn toàn tự tin để đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ này tại vòng bán kết của AFF Suzuki Cup 2020.